Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần làm việc trôi qua thật là nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình giờ thứ 9 trên kênh 9 để cùng cập nhật những thông tin mới nhất về điện ảnh, âm nhạc và thời trang. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại thì mọi sự chú ý của công chúng đều đang đổ dồn về phần phim thứ tư của loạt phim đình đám John Wick có tên là John Wick Chapter 4. Theo Variety, phần mới trong loạt phim của Lionsgate có khởi đầu tốt nhất so với 3 tác phẩm trước đó, thu về 73,5 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu công chiếu tại phòng vé nội địa Bắc Mỹ. Nhiều chuyên gia của giới phim nhận định rằng John Wick 4 sẽ sớm giúp cho các nhà sản xuất hoàn vốn chỉ trong từ 1 đến 2 tuần tới và kế đến là sẽ thu lợi nhuận. Tiểu mục giờ điện ảnh tuần này sẽ giúp cho khán giả hiểu rõ hơn về bom tấn này. Là một chương mới trong thương hiệu John Wick, nên không ngạc nhiên khi những nhà sáng tạo đằng sau nó đã tìm đến một nguồn cảm hứng mới cho phim. Theo Keanu Reeves, chuyến phiêu lưu mới nhất của anh được lấy cảm hứng từ xứ sở mặt trời mọc, cụ thể là từ văn hóa phong cách phim anime. Trong khi loạt phim hành động luôn bị ảnh hưởng bởi các bộ phim võ thuật, John Wick Chapter 4 lấy cảm hứng trực tiếp từ hoạt hình và cách làm phim của Nhật Bản. Trong một cuộc phỏng vấn với Total Film, Reeves đã tiết lộ tầm ảnh hưởng của nước Nhật đối với bộ phim. Anime Nhật Bản và cách làm phim Nhật Bản chắc chắn là thứ mà tôi yêu thích và bị ảnh hưởng sâu sắc. Võ sĩ đạo là một chủ đề chắc chắn có trong phim của chúng tôi. Bạn biết đó, mật mã của võ sĩ đạo. Vì vậy nó thực sự là một điều tuyệt vời. Đó là ý tưởng về danh dự và sự hy sinh. Những sát thủ trong John Wick, Chapter 4 và khách sạn Continental là những chiến binh anh dũng tuân theo một quy tắc danh dự rất nghiêm ngặt mà họ hiếm khi vi phạm. Ấn tín, bộ hộ mệnh có dấu tay máu bên trong là đặc điểm của mật mã đó. Và nếu đã trao cho ai ấn tín, sát thủ phải hoàn thành yêu cầu từ bất kỳ ai nắm giữ nó. Bất cứ ai vi phạm những quy tắc đó sẽ bị xử tử ngay lập tức. Ấn tín và các điều khoản bảo vệ khách sạn Continental làm cho vũ trụ John Wick phong phú và các nhân vật khác hấp dẫn hơn. Ngay cả khi là Baba Yaga, tức là ông kẻ, John Wick vẫn cần tuân theo nguyên tắc, nếu không, mạng sống của anh ta sẽ bị tước đoạt. Và nếu không có yếu tố đó, John Wick Chapter 4 sẽ trở thành một bộ phim hành động thông thường hơn là một câu chuyện diễn ra trong một thế giới tồn tại với những viễn cảnh thần thoại. Phần phim đầu tiên của John Wick phát hành vào năm 2014 chỉ nhận về con số khiêm tốn là 14 triệu đô la Mỹ và tăng dần cho các phần tiếp theo. Con số này thể hiện sự yêu thích của quý vị khán giả dành cho loạt phim về sát thủ, cải tà quy chính. So với chi phí sản xuất 100 triệu đô la Mỹ cao nhất trong 4 phần phim thì doanh thu bán vé này chứng minh cho sự đầu tư là xứng đáng. Với thời lượng phim 169 phút khá dài so với mặt bằng chung, John Wick 4 vẫn nhận được vô số điểm A trên CinemaScore, 95% độ tươi trên Rotten Tomatoes và nhiều đánh giá tích cực. Bên cạnh cốt truyện vô cùng gay cấn thì phần 4 của loạt phim cũng đã đem lại những câu chuyện hậu trường rất thú vị. Thứ nhất, Keanu Reeves nổi tiếng với việc tự mình thực hiện nhiều pha nguy hiểm nhất có thể. Đó là lý do tại sao anh dành gần 3 tháng chỉ để tập luyện đóng các cảnh hành động trong phim. Mỗi phần của loạt phim hành động John Wick do Lionsgate đầu tư đều được biết đến với khả năng nâng cao thành tích của John Wick và trường hợp của phần 4 cũng không khác là bao. Tôi đã mất khoảng 12 tuần tập luyện vì đó là những cấp độ hành động mới. Bạn biết đó, đó là thử thách. John Wick hành động ngày càng nhiều hơn. Thử thách khó khăn nhất là màn lái xe hơi, trong đó nhân vật của Keanu Reeves chạy quanh khỏi hàng môn lịch sử ở thủ đô Paris, nước Pháp. Nam diễn viên phải học cách quay ngược 180 độ và trượt xe trong khi nạp đạn cho khẩu súng bắn từ cửa xe. Ở phần 4, chúng tôi muốn mang những chiếc xe cơ bắp trở lại màn bạc. Chúng tôi đưa việc lái xe hơi lên tầm cao mới, điều mà tôi thực sự thích thú. Theo Keanu Reeves, John Wick Chapter 4 có nhiều cảnh hành động nhất trong số các phim John Wick. Đây là một bộ phim lớn. Phần 4 là tập khó khăn nhất mà anh ta từng đảm nhận trong sự nghiệp của mình cho đến nay. Thứ hai, trong phim, nam diễn viên Trung Tử Đan cho biết ông cảm thấy bất công vì vai diễn của mình không được trưng diện trong John Wick phần 4. Vì vậy, ông đã thẳng thắn nêu quan điểm và được nhà sản xuất chấp thuận. Trong phim, ngôi sao võ thuật châu Á vào vai Ken, một sát thủ mù, từng là bạn thân của John Wick do Keanu Reeves thủ vai. Sau khi nhận kịch bản, nam diễn viên tỏ ra không hài lòng về cách biên kịch xây dựng nhân vật của ông. Được biết, nhân vật Ken hiện tại là kết quả mà Trung Tử Đan đã thẳng thừng góp ý với nhà sản xuất.
Những cái tên ban đầu được chọn là Sang hoặc Trang. Tại sao các diễn viên châu Á thường bị đặt như vậy? Tại sao anh ấy không thể có một cái tên bình thường? Tại sao luôn phải có yếu tố nguồn gốc trong đó? Được trang phục, sao phải là áo cổ tàu? Sao cứ phải gắn vào nhân vật gốc gác của diễn viên? Đây là phim thuộc thương hiệu John Wick. Mọi người thường được xây dựng thật ngầu và ăn mặc thời trang. Còn nhân vật của tôi lại không. Cuối cùng, đạo diễn John Wick phần 4, Chad Stahelski, đã lắng nghe lời chỉ trích của nam diễn viên và đồng ý để ông phát họa lại nhân vật. Đây không phải là lần đầu tiên Chân Tử Đan đóng vai trò phá bỏ khuôn mẫu dành cho các nhân vật châu Á của mình ở Hollywood. Khi Chân Tử Đan được mời đóng vai chiến binh mù Chirrut Imwe trong một phim tiền truyện chiến tranh giữa các vì sao của Disney, Rogue One kịch bản định vị nhân vật này là một võ sĩ điển hình. Nam diễn viên đã đưa ra nhiều góp ý với nhiều nhóm sáng tạo của Rogue One và kết quả, nhà sản xuất cũng đồng ý sửa kịch bản để mang đến cho nhân vật Chirrut những hành động hài hước hơn. Chân Tử Đan thậm chí còn được tạo cơ hội để ứng biến những trò đùa trong quá trình quay phim. Lại những thước phim đầy hấp dẫn của John Wick Chapter 4, chúng ta hãy cùng đến với tiểu mục giờ âm nhạc. Trong tuần qua, tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100, nữ ca sĩ Miley Cyrus cùng với cả ca khúc Flowers vẫn bất bại khi hoàn toàn không có dấu hiệu hạ nhiệt và có tuần thứ 8 giữ hạng nhất. Thống trị các đài phát thanh tại Mỹ trong thời gian qua, sản phẩm hiện cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Radio Songs ở tuần thứ 6. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Tại vị trí á quân thì Last Night của Morgan Wallen cũng đang thể hiện phong độ vững chắc và dường như vẫn chờ thời cơ giành lại hạng nhất sau khi đã có 2 tuần thống trị bảng xếp hạng. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was I last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you love to fight. And I say shit I don't mean, but I'm still gonna wake up wanting you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember.
said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. No way it was our last night that we break up. I see you till I tend the dust. You call your mama, I call your bluff. And in the middle of the night, pull her right back up. Yeah, my friends say let her go. Your friends say what the hell. I wouldn't trade your kind of love for nothing else. Oh, baby, last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. We said we'd had enough. I can't remember everything we said, but we said too much. I know you packed your shit and slammed the door right before you left. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. I know you said this time you really weren't coming back again. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. Cũng trong bảng xếp hạng tuần này thì hai màn kết hợp đình đám là Creeping của Metro Boomin, The Weeknd và 21 Savage cùng với cả Die For You của The Weeknd và Ariana Grande đã hoán đổi vị trí cho nhau, lần lượt giữ thứ hạng thứ tư và thứ năm. The feeling I'm going through, I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it
It's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah. You know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely. Especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect. And I know that you're worth it. I can't walk away. Chủ nhân của hai vị trí còn lại đều là những nghệ sĩ lần đầu tiên đặt chân vào top 10 Billboard Hot 100. Players, ca khúc được lấy sample từ bản nhạc kinh điển The Message của DJ Grandmaster Flash đã tăng 3 hạng so với tuần trước và giúp cho nữ rapper Kylie Rae vươn lên vị trí thứ 9. Cùng lúc đó thì nam ca sĩ nhạc đồng quê Bailey Zimmerman nhảy một bậc từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 10 với sản phẩm Rock and a Hard Place. Yeah, yeah, cause girls is players too. Yeah, cause girls is players too. Keep it player, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. Yeah, what you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, low T showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. The apple bottom make her wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money mo. Cause when you a boss, you could do what you want. We've been swinging and missing. It ain't broke yet, but damn, it needs fixing. Been a while since you kissed, felt like kissing. It's just different. We've been talking about forever since we've been together. Something about a ring makes you think we're better off with all this, but we're caught in between a rock and a hard place. Red wine and mistakes, tears rolling down your face. When I walked out that door, that's when I lost it. Midnight in Austin, damn, I'm exhausted. What the hell's this all for? Is this where it mends or it breaks? Between a rock and a hard place. Thưa quý
quý vị, loài hoa yêu thích của Coco Chanel đã luôn là một phần trong di sản thời trang của nhà mốt Pháp. Và giờ đây thì cách những đóa hoa bạch trà bừng nở giữa sàn diễn Paris lại tiếp nối cho phong cách thanh lịch, vẻ đẹp nữ tính thanh cao của những người phụ nữ Chanel. Trà xuất hiện lần đầu tiên trên trang phục Chanel là vào năm 1923 qua các sáng tạo của nhà sáng lập Gabriel Chanel và trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất của nhà mốt. Sau này, Karl Lagerfeld đã biến chúng thành điểm nhấn chính trong các thiết kế của mình suốt 36 năm. Đáng nhớ nhất hẳn là chiếc váy cưới thêu 4.000 bông hoa trà từ bộ sưu tập Haute Couture mùa thu năm 2005 của ông. Hình ảnh hoa trà luôn thấp thoáng trong các bộ sưu tập mỗi mùa của Chanel và giờ đây trở thành nguồn cảm hứng chính cho các thiết kế thu đông năm 2023. Giám đốc nghệ thuật Virginie Viard đã đặt bộ sưu tập vào một sàn diễn mà sắc đèn chiếm lĩnh chỉ để ánh sáng dõi theo dải đường băng với bông trà trắng khổng lồ ở trung tâm. Sự thân thuộc, vẻ đẹp mềm mại, thanh cao nhưng cũng đầy mạnh mẽ của bạch trà gợi mở ra những ý tưởng thời trang và phong cách đa dạng. Như thông lệ, Chanel mở màn với các thiết kế đen, trắng, những đóa hoa trà nở rộ trên áo tweed, đầm dài, áo khoác da hay là cả quần short Bermuda. Hoa trà cũng được thấy trên từng chi tiết nhỏ nhất như khuy áo, hình thêu, túi xách và cả những đôi giày. Và những cánh trà xinh đẹp cũng ẩn hiện trong các đường nét chất liệu vải, hình in trên boots. Thứ hai nằm bên dưới bề mặt của thân cây. Vỏ cây tựa như tấm vải, hình thành nên một cuộc đối thoại giữa các chất liệu, màu sắc, chi tiết. Người phụ nữ của Hermès khoác lên mình những nút thắt từ trong thiên nhiên. Cùng với dây buộc và cài tóc, trang phục trở nên sống động, bồng bềnh chuyển động theo sự mềm mại của những lọn tóc. Nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập đã thành hình rõ rệt ngay từ thiết kế đầu tiên qua họa tiết gợn sóng và túi xách lông ngựa. Kín đáo và ấm áp, các thiết kế đơn sắc lần lượt xuất hiện trong bảng màu mùa đông. Gam đen, đỏ, nâu, vàng lấp lánh như được lấy từ mã gen của phái đẹp trên khắp thế giới. Đính kết bím tóc gọn gàng trên thân áo sweater, dệt kim, nhà mốt Pháp tôn vinh chất liệu và đan cài những chi tiết tinh tế. 61 trang phục là minh chứng cho tài năng cải biến nhiều món đồ cơ bản của Nadej Vanhee-Szybulski, cân bằng kiểu dáng thường thấy trong tủ đồ mùa đông bằng họa tiết mới lạ và vải thượng phẩm như cashmere, jacquard, những bước chân người mẫu mở ra lối đi đến sự rực rỡ và gợi cảm đắt giá nhưng vẫn linh động, đặc trưng thiết kế mà Hermès luôn theo đuổi. Váy áo biến chuyển là vậy, nhưng dường như nhà mốt lại bỏ quên những đôi giày. Chỉ có một kiểu bốt đùi già lộn duy nhất trong những biến thể sắc màu khác nhau sải bước cùng người phụ nữ Hermès từ đầu đến cuối buổi biểu diễn. Đó là chú ý của Szybulski, nhấn mạnh vào tính ứng dụng khi mang đến một món đồ vạn năng, sẵn sàng đi cùng váy lụa yêu chiều xúc cảm hay xuống phố với jump suit già thành lịch. Tạo hình đặc biệt của gót giày được nhà thiết kế rút ra từ đinh đóng vành móng ngựa.
Hình ảnh về các bộ sưu tập thời trang Thu Đông đã khép lại chương trình của tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.